Chào mừng các bạn đến với Bắp Channel, kênh thông tin giải trí nhanh và chính xác nhất. Và sau đây là bản tin chính trong ngày hôm nay. Cháy nhất cuối tuần là tóc tiên, lên đồ cắt xẻ khoe body xịt máu mũi, thần thái vợ người ta không phải dạng vừa đâu. Hôm qua, bà xã Hoàng Toliver xả kho loạt ảnh sexy hết nấc trên Instagram cá nhân. Hoàng hôn hôm ấy, nữ ca sĩ tóc tiên chia sẻ. Trong bức hình này, người đẹp diện chiếc đầm đen bó sát, cắt xẻ hiểm hóc khoe triệt để đường cong cơ thể. Bên cạnh nhan sắc đỉnh của chóp, thần thái của giọng ca Ngày Mai cũng được dân tình dần dần ngợi ca hết lời. Là một trong những mỹ nhân sở hữu body chuẩn chỉnh nhất nhì Vbiz, nên mỗi lần lên sóng, tóc tiên lại khiến dân tình mắt tròn mắt dẹt. Để có những đường cong nóng bỏng như hiện tại, nữ ca sĩ đã phải luyện tập chăm chỉ và ăn uống điều độ. Dưới phần bình luận, người hâm mộ để lại nhiều lời xuýt xoa khen ngợi cho người đẹp này. Tóc tiên khiến dân tình dần dần khi đăng tải bức hình diện váy bó sát khoe đường cong không phải dạng vừa. Thần thái của bà xã Hoàng Toliver được người hâm mộ ngợi ca hết lời. Mỗi lần xuất hiện, tóc tiên lại gây bão cõi mạng vì body chuẩn chỉnh, 0% mỡ thừa.